Chữ hiền á, là tượng trưng cho người có cái đức hạnh. Chữ trí á, là tượng trưng cho người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà sử dụng trí tuệ để đi làm tác hại cho người, hay là ý mình có tài, có trí mà lấn áp người, thì chưa phải là bậc hiền. Có tài mà dụng cái tài đúng, mà thậm chí rất khiêm cung, và muốn xử, muốn nói ai điều gì cũng nói bằng tất cả những cái tâm lành của mình, thì cái người đó là có cái bậc là người hiền. Bởi vì hiền là cái thể hiện qua cái đạo hạnh của họ. Thí dụ như mình thông minh, mình giỏi, nhưng mình nói như thế nào mà để cho người ta không có buồn, người ta không có bị tổn thương, thì đúng mới là bậc hiền trí. Còn không thì có thể mình chỉ trí mà không hiền. Bởi vì mình có tài, mình có cái sự thông minh, mà ở đời quan trọng nhất là cái hạnh đức. Còn cái thông minh, cái hiểu biết, cái trí tuệ thì ai cũng có, ít nhiều thôi. Chứ không ai mà hoàn toàn ngu đâu, không ai hoàn toàn không biết gì đâu. Nhưng mà có những người, thậm chí có những người ta không biết gì hết, nhưng mà ta sống cái hạnh nó tốt, khi người đó vẫn được người trí kính nể. Có nhiều người á, trí tuệ nhưng mà lại đi kính nể những người có cái hạnh. Cho nên cái phẩm này nó hay là bậc phẩm hiền trí. Tại sao? Tại vì hiền trí là người sẵn sàng, một là nói những cái lỗi của ai đó, nói những cái sai quấy, chỉ dẫn cho người ta. Và hiền trí nữa cũng là những người biết nhận lỗi. Bởi vì ở trong kinh á, Đức Phật có dạy á, có hai hạng người quý trên đời. Một là người không làm lỗi, hai là người biết nhận lỗi. Như vậy thì mình có thể là không phải là người đầu, không? Mình có thể là người thứ hai, tức là lỗi mà biết nhận. Nhưng mà quý vị có thấy trên đời này có nhiều người người ta lỗi mà người ta không nhận không? Cái này chắc hơi nhiều, thậm chí mình cũng có trong nữa. Tại vì sao? Tại vì tự ái, tại vì bản ngã, cho nên mình đâu có chịu nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi không phải là người trí. Tại vì người trí là nhận lỗi để làm chi? Để sửa. Ví dụ mình làm một cái bài toán nó sai, nó trật, mình ông thầy giáo kêu lên chỉ lại cho mình thì tại sao mình không nghe? Mình làm cái gì không đúng mà người ta chỉ cho mình thì tại sao mình không học? Mà người không có học thì làm sao biết cái gì? Vì vậy mà người xưa cũng có câu đó, nhân bất học bất tri lý. Người mà không học làm sao thông được cái lý? Cho nên á, là cái người mà không học á, nhân bất học á, thì minh minh như dạ hành. Người không có học á, đi giống như cái người đi mờ mờ trong sương đêm vậy đó. Tại vì sao? Đi thì đi chứ thiệt sự không thấy phía trước cái gì. Ở đây có bao giờ mình lái xe vào một trời tối mà mịt mù, sương mù, không có biết ở phía trước là cái gì, mà thật sự là chỉ đi theo cái nhớ, cái tưởng tượng của mình vậy thôi. Đó, hồi hộp lắm, phải không? Nhân bất học minh minh như dạ hành. Chữ minh minh này là gì? Là mù mù, mờ mờ, như là đi trong đêm vậy đó. Dạ hành là đi trong đêm. Cho nên cái người mà có cái người mà trí là người phải mở lòng học. Mà người mà có học á thì mới có biết, không học thì không biết. Hồi xưa hay chọc á, nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Nhân người không học lớn, cái đó nói chơi thôi. Đại quý là gì? Ăn hiếp người ta thôi, lấy cái dũng lực thôi chứ còn không có trí. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là người hiền trí ở trong cái phẩm này á, nó có hai trường hợp. Cái người đủ khả năng, trí tuệ và phương pháp khéo léo để hướng dẫn người khác là hiền trí. Ngược lại, nếu mình là cái người mà được người ta chỉ dẫn mà mình tiếp nhận, mình cũng là bậc hiền trí. Tại vì sao? Bây giờ mình làm trò, mai mốt mình làm thầy. Cuộc đời là nói vậy. Mình mới vô mình làm cu ly, mai mốt mình làm boss.
Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm mẹ. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm cha. Bây giờ mình làm cháu, mai mốt mình làm ông bà. Mà nếu mình lên tới cái chức ông chức bà mà không có gì để mà dạy dỗ thì làm sao? Cho nên chư tổ cũng hay quở, phải không? Hậu học tư tuân mà vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sau người ta đến học với mình không có một lời gì để hướng dẫn cho người ta hết. Mà nếu mà bí quá thì làm gì? Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Túng quá nói quẩn nói đại, nói mà không có phù hợp với đạo lý gì hết. Đó. Nhưng mà nếu mà người nhỏ mà người ta biết được mình sai, người ta chỉ trích, người ta chấm điểm mình trở lại, người ta nói dạ, thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị nói đó không đúng, thì mình quay lại mình nói sao? Hậu sanh vô lễ. Người sao sao mà hỗn quá, vô lễ quá. Thành thử ra thưa đại chúng là những cái điều đó đó, các bậc cổ đức đã thấy rõ hết cái bản chất của chúng sanh, bản chất của con người. Mà chúng ta sống theo cái gì? Theo cái bình thường quá của mình. Cho nên mà bình thường quá thì sao? Càng ngày mình càng lùi xuống. Vì vậy cho nên cái phẩm này là phẩm hiền trí. Quý vị nhớ rõ hiền trí ha. Hiền là cái hạnh, cái cách. Trí là cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết nhưng mà không lấy cái hiểu biết lấn lướt người khác, mà lại dùng cái đạo hạnh chỉ dẫn cho người ta. Cho nên mình được gọi là bậc hiền trí. Người này nè, có trí, có tài mà không có lợi dụng, mà lại sống khiêm cung đó, hạnh đó, hiền đó. Rồi ngược lại, mình có cái hạnh biết lắng nghe, biết tiếp nhận lời chỉ dẫn. Lâu ngày từ cái bậc hạnh này thêm trí nữa, cái hiền trí đó. Cho nên mình cũng có thể là hiền trí nếu mình biết tiếp nhận. Còn người đã có trí thì phải nên ứng dụng cái hạnh để mình trọn vẹn cái bậc hiền trí. Thường thường người ta nghe mình đó, nó có hai cách nghe. Một là nghe vì sợ, tại mình có quyền uy, mình là boss, thấy không? Người ta cả nể ta nghe, nhưng mà thiệt sự trong lòng ta không phục. Tại sao? Tại vì mình không có đủ cái nhẹ nhàng, cái khéo léo để mình cảm phục người ta. Cho nên ở đời á, nó có nhiều người người ta sợ mình, mà người ta chỉ sợ hãi chứ không phải là sợ kính. Làm sao cho người ta kính mình mà người ta sợ nữa đó mới hay. Vì vậy mà trong cái bài tụng buổi sáng có câu á, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, tức là đại Đức Phật trong một buổi pháp thoại mà đại chúng mọi người nhìn lên Đức Phật, ngưỡng quan tức là nhìn lên Phật, chiêm ngưỡng Phật mà trong lòng có cái niềm kính tin sợ hãi. Sợ là gì? Là cái uy đức của Phật. Nhưng mà trong cái uy đức đó, nó tỏa ra cái từ bi làm cho mình gần gũi được. Cho nên có những bậc chân tu đạo hạnh đó, ở nơi họ tỏa ra được cái uy nghiêm, nhưng mình không sợ. Trong cái uy nghiêm đó có cái tâm từ, có cái nhẹ nhàng, làm cho mình tự nhiên cảm mến đó, bậc hiền trí. Thì cái câu thứ 76, hôm trước mình học câu 75 rồi, thì câu 76 này nằm ở trong cái phẩm hiền trí. Cái câu như thế này: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đơn giản không? Nếu mà thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, có khi người ta trách, khiển trách mình mà có thể chỉ lỗi mình, đừng có buồn. Như người đó làm gì? Chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình đó. Tại vì sao? Cái người đó chỉ cho mình cái chỗ mà đặc biệt mà mình chưa khai thông. Thì cái câu này được Đức Phật nói trong một cái trường hợp là ở trong chùa đó, có một ông cụ lớn tuổi đi vô chùa làm công quả. Thì ông thầy tên là Radha. Thì ở chùa làm công quả một thời gian á, thì ông cảm mến cái đời sống tu hành, cho nên ông muốn đi xuất gia. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không có nhận.
Bởi vì thấy ông già quá, sợ ông không có tu được, chịu cực được. Và nhất là gì? Khó hướng dẫn. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì người lớn tuổi, này mình nói chung nha, người lớn tuổi thường hay có cái chấp trước của mình. Tôi là đúng, tôi ăn cơm nhiều hơn anh, tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Có nhiều khi nói là sao? Hồi tôi sanh ra đó, tôi làm cái này, không biết anh còn ở đâu. Tức là mình có nhiều cách để mình nghĩ rằng cái người trẻ kia không bằng mình. Và đồng thời á, mình vô chùa, mình mặc dù mình thấy cái người kia trẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, mình có cái đạo hơn, mình có cái hiểu biết nhiều hơn, cho nên khó tiếp nhận lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không có chịu nhận cái ông cụ Ra Đa này đi tu. Đức Phật biết được việc đó, nhưng mà Đức Phật tới gặp ông thì Đức Phật quán thấy rằng ông này có khả năng chuyển hóa, có khả năng chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, tại sao thầy không nhận? Nói dạ, tại vì con thấy ông lớn tuổi và có lẽ hơi khó dạy. Đức Phật nói không, thầy nhận đi. Nhận đi rồi bây giờ mình coi như mình đền ơn cho ông đi. Tại vì xưa giờ ông ở chùa, ông công quả, phải không? Mình nhận ơn của ông rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự biết ơn, mình tiếp độ cho ông tu, rồi mình hướng dẫn cho ông. Thì thật không ngờ, khi mà đưa ông vào tu á, thì ông rất là dễ dạy, rất là dễ hướng dẫn. Cho nên một thời gian không có lâu, ông được chứng quả. Thì khi mà cái câu chuyện này á, được Đức Phật hỏi thăm, rồi các thầy nói cho Phật nghe đó, thì Phật mới nói như thế này: cái ông cụ Ra Đa này á, là một cái người dễ dạy như vậy đó, mà tu tập tốt mà dễ chứng quả như vậy đó, không phải chỉ đời này đâu, mà ông đã gieo trồng nhiều đời rồi. Nhưng mà cái duyên của cái kiếp người đời này á, tu hơi muộn thôi, nhưng mà cái sự ngộ đạo, cái sự mà học hành rất là nhanh chóng mà dễ dàng. Thì đó, cho nên Đức Phật mới nói á, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Vì sao? Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Tại vì sao? Tại mình gần cái người mà có hiểu biết. Nói theo bình thường là gì? Gần đèn. Gần đèn thì phải sáng thôi. Chỉ có khi nào mình gần mực nó mới đen. Cho nên gần đèn thì sáng. Ngày xưa có cái câu như thế này: hoàng kim thiên lượng vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Hoàng kim thiên lượng tức là có được 1000 lượng vàng chưa chắc đã quý, vị vi quý. Và hoàng kim thiên lượng vị vi quý chưa chắc đã là quý. Nhưng mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim, được người nào đó chỉ nói cho mình một câu hay, quý hơn 1000 vàng. Thì cái câu đó mình dịch là: vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, được một lời hay gấp 1000 vàng. Được 1000 vàng, mình có vàng ròng 1000 lượng chưa là quý. Tại vì 1000 lượng vàng để trong tủ, 1000 lượng vàng nhiều khi nó còn nguy hại nữa. Nhưng mà nếu mình được một lời hay, mà mình theo cái lời hay đó mà mình phát triển lên, cuộc đời mình khác đổi lắm mà. Khác lắm mà. Nhiều khi có tiền có thể thay đổi mình á. Một là mình xấu hơn, tại vì mình tham, hoặc là vì bị cướp, bị giật vân vân. Nhưng mà cái lời nói, cái lời hay ý đẹp ở trong tâm mình á, mà mình sống với nó, thì mỗi ngày mình phát triển lên, đẹp lên, mà người khác nhìn mình, người ta thương quý, mà mình còn truyền dạy nữa. Cho nên hoàng kim thiên lượng vị quy quý, vàng ròng 1000 lượng chưa là quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim.
được một lời hay gấp quý gấp ngàn vàng, gấp ngàn lượng vàng. Ngày xưa có hai ông quan làm việc cho một ông vua, thì một ông là quan văn, một ông là quan võ. Thì cái ông quan văn á, ổng tên là Lan Tương Như, còn cái ông quan võ đó ổng tên là Liêm Pha. Cái này là chuyện thời nước Triệu, nước Tần rồi vậy đó. Thì cái ông mà cái ông quan văn đó là Tương Lan Như đó, ông không có võ công, chỉ có văn chương thôi. Nhưng mà ông dùng cái lời nói của ông để mà đi luận nghị với các vua khác để mà giữ được yên bờ cõi. Còn cái ông quan tướng là ông Liêm Pha đó, ông giỏi lắm, ông cũng chiến thắng được những cái quân địch ở bên ngoài. Thì ông Liêm Pha ông coi thường cái ông quan văn là ông Lan Như đó, vì ông nghĩ rằng á, quan võ là bất quá là cái gì chỉ có cái võ bên ngoài, chứ văn chương chữ nghĩa bóng bẩy thôi, chứ đâu có làm gì khi mà đất nước lâm nguy. Cho nên ông quan võ ông thường chê ông quan văn lắm. Thì mỗi ngày đi vào chầu vua đó thì hai ông đi cùng một con đường, mà cứ mỗi lần mà gặp nhau chung một đường á, không phải gặp nhau cứ làm ngơ chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ, không phải vậy. Mà ông này, ông quan văn, ông gặp ông quan võ cùng một đường á, thì ông cho kiểu dừng lại, lùi một bước để nhường cho quan võ đi trước. Thì ông quan võ ông lấy làm đắc ý, ông cứ sống vinh vang với cái sự mà người ta gọi là nể trọng mình như vậy. Thì những cái người lính hậu cần của ông quan văn á, thấy như vậy bất bình, thì mới nói với ông quan văn á, tại sao ngài lại phải lòn cúi nhường nhịn cái kẻ kia như vậy. Thì ông mới sợ á, cái câu chuyện này á, nó tiếp tục nó lan lây ở trong cái nội bộ, làm cho cái nội bộ nó càng thêm rối rắm. Cho nên một ngày nọ ông tập hợp tất cả đệ tử lính tráng của ông lại, ông mới nói như thế này. Ông mới nói ở trong một cái rừng mà hai con hổ nó đấu nhau thì chắc chắn phải có một con bị thương. Mà cái con nào bị thương á, thì nó sanh thêm oán, mà cái con mà thắng thì nó lại chuốc lấy cái thù địch của đối phương. Cũng như thế, trong một triều đình mà hai quan đấu đá với nhau, thì ông mới nói như thế này. Giữa ông vua và cái ông quan Liêm Pha này, ai là cái người quyền uy? Thì dĩ nhiên là vua. Nhưng mà tại sao ông vua nước kia tôi không sợ, tôi dám tới tôi luận nghị với ông, mà tôi lại sợ ông Liêm Pha? Bởi vì tôi không có muốn ở trong một nước mà hai quan lại đấu nhau. Mà mình đấu nhau như vậy thì lỡ cái này nó sẽ làm cho rung rinh cái nội bộ, mà chính cái này đất nước sẽ dễ diệt vong. Cho nên tại sao mình không nhường một bước để giữ yên bờ cõi? Nội bộ mà chắc vững thì ai có khả năng phá quấy? Cái này nó giống như trong một cái cộng đồng vậy đó. Nó giống như trong một cộng đồng, nó giống như trong một cái mái gia đình vậy đó. Chị em anh em mà không thương nhau mà đi nói xấu nhau, đừng có nghĩ rằng cái đó là người ta sẽ binh vực cho mình. Nhưng mà chính cái đó người ta thấy được cái nội tình của cái gia đình này, và chính cái chỗ hở này nè dễ dàng cho người ta gièm pha. Nếu người ta không thích mình, người ta gièm pha và người ta nói những cái điều sai quấy, người ta thêm mắm dặm muối để làm cho cái nội bộ mình lủng củng mà mình không biết. Cho nên ngày xưa có một ông vua đó, ông muốn sang luôn đi đánh giặc đó. Vua thì lúc đó ông đó đang ngồi với Đức Phật, nói bẩm hoàng thượng, mình chuẩn bị đi đánh cái đất nước kế bên. Thì ông vua mới say qua, ông hỏi Đức Phật, chẳng có nên đi đánh cái nước đó không? Thì Đức Phật có hỏi ngài A Nan, thầy A Nan, đất nước đó
giữa vua và dân có đồng lòng không? Ngạ Nan nói: Dạ bạch Đức Thế Tôn, đất nước đó dân và vua rất đồng lòng. Đức Phật nói: Ồ, nếu vậy thì đừng ai hòng mà đánh nước đó. Đức Phật không trả lời thẳng ông vua, mà Đức Phật hỏi ông vua, hỏi Ngạ Nan 7 câu hỏi, thì Ngạ Nan đều trả lời hết. Thì Đức Phật mới nói: Ồ, 7 điều này mà đất nước này còn giữ được thì đừng hòng ai mà đánh phá. Đức Phật không trả lời thẳng với ông vua nha. Vậy mà ông nghe xong câu chuyện đó rồi, ông xoay qua ông quan: Khanh hãy cho tất cả lui về, đừng chiến tranh nữa. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lâu lâu quan dân còn ngồi lại với nhau thì làm gì có sự lũng củng. Thì trở lại câu chuyện, thì ông quan võ đó, ông nói với mọi người rằng á: ta không sợ cá nhân của ông quan võ kia, mà ta chỉ sợ cái gì? Ta chỉ sợ cái nguy cơ của đất nước. Cái này mới quan trọng. Cái giống như Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ trong một cái gia đình hay là trong chùa thì có hai người họ lấn cấn với nhau, sợ cá nhân với nhau, tại sao mình lại không nghĩ đến cái tập thể với nhau? Cái cá nhân là cái gì đâu, phải không? Cho nên khi nói câu đó rồi á, thì thưa đại chúng, mình thắng ngàn quân ở ngoài bãi chiến trường á, không bằng mình thắng được cái bản ngã của mình. Cái bản ngã là gì? Là cái tôi á. Tôi hay, tôi giỏi, tôi là người lớn, tôi là anh hai, tôi là chị hai, tôi là thế này thế kia, mà tôi là cái gì đâu. Nếu nói cho đúng, càng lớn phải càng có trách nhiệm, càng lớn phải càng thể hiện cái tốt chứ không thể hiện cái xấu. Tại vì người nhỏ đó họ nhìn lên. Tiếng Mỹ thường thường nó hay nói vậy đó. Thí dụ như nó I look up on you, tức là người ta nhìn lên mình để người ta sống đó. Mà người lớn mà mình ở trên mà hạ mà bất cái gì, hạ bất nghiêm, hạ bất chánh thể dưới này tất loạn. Ở trên mà không có ngay thẳng thể dưới này sao nó thẳng ngay. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì cái chuyện này đó, ông quan võ văn ông dạy cho lính của ông như vậy đó: tôi không sợ cá nhân ông Liêm Pha, mà tôi chỉ sợ nguy cơ cho đất nước. Nếu hai quan ở trong triều mà đấu đá với nhau thì đất nước này sẽ dễ dàng bị những cái thế lực khác xen vào và làm nguy cơ cho đất nước. Câu chuyện này nó lan sao, cuối cùng lan tới ông quan võ là ông Liêm Pha. Thì quý vị biết ông Liêm Pha xử làm sao không? Ông nghe được cái đó, trong lòng hối hận, gọi là xấu hổ vô cùng. Tự thân ở trần, đi bộ từ ở nhà tới trước cửa nhà của ông quan võ, quỳ xuống: xin người hãy đánh tôi. Đánh tôi đi. Tại vì tôi là một quan đồng lưu với nhau, nhưng mà cái tâm sống, cái cách sống của tôi dở quá. Tôi nhờ cái lời nói của ông mà tôi bừng tỉnh, nay tôi xin ông hãy đánh tôi. Thì ông quan văn đỡ ông quan võ vậy, mời vô nhà, mặc áo vô, và hai ông ngồi, và sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ. Và câu chuyện này còn ghi chép lại để cho tất cả những ai mà sống chung mà không có biết cái chung, mà cứ vì cái tư lợi, thì hãy nghe câu chuyện này. Mình cứ sống với cái cá nhân của mình. Cá nhân mình là gì? Mình là một cá nhân, mình là một phần của tập thể. Bây giờ thưa đại chúng, một cái đỉnh nhang ba chân nè, mà chỉ cần gãy chân thôi, tao không thích mày, dạt nó ra, thì cái chân này nó làm sao? Nó cũng sẽ đổ chứ làm sao mà nó nghiêng được.
Thành thứ ra cái đỉnh lưu nó ba chân thì đủ phải ba chân. Thậm chí nó gập gờn còn phải lấy đồ chêm mà, để cho nó vững mà. Cho nên mình thấy cái người, một trong những cái chúng, cái người sống trong nhà mình đó, họ khiếm khuyết, mình còn kiếm giấy hay cái gì mình chêm vô để cho nó vững mà. Chứ có đâu mà để cho nó gập gờn nhìn chơi. Chứ có đâu mà kiếm cách nghĩa là chặt nó luôn đi để mà. Bữa nào quý vị nên học cái câu chuyện con kiến nó kiện con rận. Những cái câu chuyện đó hay vô cùng, nhưng mà tại mình không có thời giờ cho nên kể không hết. Hồi nhỏ và đi học á, lúc nào trong giỏ Pháp Hòa cũng có cái cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Pháp Hòa thích cuốn đó lắm. Những cái tinh hoa của người xưa nằm trong cuốn sách đó. Có cái biết chì nghe, đọc tới đâu khoanh gạch đích, rồi nói, rồi ghi cái đại ý của câu chuyện rồi nói cái gì, để lâu lâu mình dở ra, mình cần ôn cái gì mình nhớ. Đâu phải để khoe khoang. Nhớ để làm gì? Để nhắc mình. Rồi thí dụ như có cơ hội chia sẻ cái gì, mình nói để người ta cùng học. Ở trong kinh Soi Gương đó, cái kinh Soi Gương nó còn có một cái tên nguyên thủy là kinh Tư Lượng. Tư tức là tư duy, lượng tức là so sánh, lượng so lượng. Mình phải suy nghĩ và mình so lượng, tại làm sao không ai thương mình hết trơn vậy, tại làm sao ai cũng xa lánh mình vậy. Đức Phật đưa ra mấy điều, nhiều lắm, mười mấy điều lận. Trong đó có một điều là gì? Tôi xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi, hãy nói chuyện với tôi. Vì nguyên do nào, những đức tính nào mà một người đó được mọi người xa lánh? Vì người đó dễ nổi giận. Và người đó vì giận mà hiềm hận, vì hiềm hận và nổi giận mà nói những lời khó nghe. Vì người đó không có khả năng tiếp nhận lỗi, và thậm chí còn chỉ trích trở lại người chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Hoặc vị đó chất vấn trở lại, anh có hay gì hơn tôi? Đó là một cách chất vấn đó. Rồi còn anh sao? Bữa hôm anh làm vậy đó, sao anh không nói đi? Đó là chất vấn đó. Những người như vậy thì không thể nào học hỏi gì được hết. Trong kinh nói đàng hoàng. Rồi ngược lại, vì sao một người được gọi là mọi người thích? Vì người đó biết tiếp nhận những lỗi. Người đó không có dễ nổi giận, và không vì gì, không vì những cái hiềm giận đó mà nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Và người đó luôn luôn không bao giờ chỉ trích những người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Và người đó không bao giờ cứng đầu và tự cao. Đó là những cái chuyện mà Đức Phật nói trong kinh Soi Gương đó. Quý vị mở Nhật Tụng Thiền Môn ra. Còn muốn mở trong kinh Nikaya thì kinh gọi là kinh Tư Lượng. Tung Tử có một câu như thế này: người mà chỉ cái lỗi cho mình mà chỉ đúng, người đó là thầy mình. Vì sao? Mình làm sai mà người ta dám chỉ mà chỉ đúng mà không có nói bậy, đó là thầy mình đó. Còn nếu mình làm hay làm tốt mà người ta khen đúng mức, đó là bạn mình. Còn ngược lại, mình dở ẹt mà người đó cứ tấn mình lên, kẻ thù của mình đó. Tại sao biết không? Tại vì mình dở mà họ không hề nói cho mình biết. Họ để cho mình sao? Đi tàu giấy, đi lơ lửng vậy đó. Rốt cuộc á, mình tưởng đâu là mình cái gì cũng biết, mà đụng tới thì không biết cái gì. Trời ơi, anh hay lắm, anh cái gì cũng biết, chị giỏi lắm, tôi rất là kính nể chị. Chị là người số 1, anh là người số 1. Ôi cái bà kia, cái ông kia cũng ra vậy nói. Rốt cuộc mình tưởng đâu mình là hay. Tuân Tử nói vậy đó.
Người chỉ cho mình cái dở mà chỉ đúng, chỉ giờ mình dở thật, không dám nói cho mình nghe cái dở của mình, đó là thầy mình. Còn mình làm cái gì hay mà người đó dám, người đó khen mình đúng mức, không có quá, người đó bạn mình. Còn mình không là gì hết mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ đưa mình lên tận mây, rồi đó kẻ thù của mình. Tại họ cho mình sống với cái bản ngã của mình, họ cho mình sống với cái gọi là tưởng tượng của mình, mà rốt cuộc rồi là tưởng tượng là tưởng vôi. Mình tưởng đó là thật. Cho nên trong kinh, ở trong cái truyền thống của đạo Phật, mỗi năm 3 tháng an cư, đến cái ngày cuối mãn hạ sau 3 tháng, đại chúng tập hợp lại, và người nhỏ sẽ quỳ trước người lớn sau 3 tháng tu hành chung với nhau. Nếu thầy thấy con có những lỗi lầm gì mà do thầy thấy, do thầy nghe, do thầy nghi, lỗi con có 3 trường hợp: thấy, nghe, nghi, xin thầy thương con mà chỉ cho con. Có nhiều khi tôi không thấy mà tôi nghe người ta nói, đó là gọi là nghe. Có nhiều khi tôi thấy mà tôi không rõ ràng, tôi chỉ nghi ngờ thầy là sai quấy thôi. Lỗi của mình, người khác có thể nghe lỗi, thấy lỗi và nghi lỗi. Xin thầy hãy thương con, nói cho con biết để con sửa. Thầy kia nói không, 3 tháng qua thầy không có gì sai quấy hết, và con xin lắng nghe. Còn ngược lại, trong 3 tháng qua đã có vài lần thầy làm việc này việc kia không đúng, nay tôi nói cho thầy biết để thầy sửa, rồi lần sau mình có ở chung như thế này nữa thầy đừng làm như vậy. Ví dụ như là nửa đêm thầy ở chung với người ta mà thầy không có tôn trọng cái giờ giấc nghỉ của chung, thầy muốn mở cửa rầm rầm giờ nào thầy mở, thầy bật đèn lên bật đèn xuống, thầy đang ngủ mà thầy cứ làm rột rạc, thầy làm ồn, thầy đi lên đi xuống cái giường mà không có chánh niệm, làm cho nó vang cái tiếng ồn, người ta nể cả thầy, người ta không nói nhưng mà người ta mất ngủ ra người ta phiền. Ráng mai mốt ngủ không được nằm yên, lỡ cần đi vệ sinh buổi tối đi nhẹ nhàng. Mình phải nhớ ban đêm, mình phải đại chúng ngủ nghỉ là mình phải tôn trọng cái giờ đó, không nên làm ồn. Thí dụ vậy đó. Hay là nói rằng thầy đi lên trên chánh điện, thầy lại Phật ngoài cái giờ của chúng, thầy không nên sử dụng chuông mỏ. Thầy sử dụng chuông mỏ là động chúng. Thầy có quyền lên chánh điện lễ Phật nhưng mà không được động chuông mỏ, vì đó là ngoài cái giờ, đó là giờ riêng của thầy. Cái lễ bái đó gọi là lễ bái phi thời. Phi thời nghĩa là không đúng chung với chúng, cũng được không sao, nhưng đừng làm động chung. Thí dụ vậy. Ăn cơm chung với nhau, có một sợi tóc, lỡ trong thức ăn có sợi tóc, có sợi dây thun mà thầy la làng lên, làm động chúng không nên. Thí dụ vậy. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tự tứ. Tự tứ là gì? Tự mình xin người khác, thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Nói đơn giản là soi sáng, soi sáng cho mình. Cho nên nó có những cái tu viện á, chúng mà muốn làm gì á, muốn tiếp chuẩn bị được tiếp nhận một cái gì đó, là đại chúng phải họp lại. Bây giờ thấy thầy này, cô này có đủ chưa? Đại chúng họp lại, tôi thấy thầy này còn điểm này, điểm kia, thí dụ vậy. Rồi sẽ cử một người gom hết các cái comment, đó là cái ý kiến của người khác đó. Sau đó viết thành một lá thơ cho vị đó. Nhưng mà khi viết cái thơ chỉ lỗi người ta đó, cô cũng phải nhào vô là chửi người ta liền rồi nha. Phải tưới hoa trước. Kính thưa sư huynh, đại chúng rất hạnh phúc khi có sư huynh tu tập chung. Sư huynh là một người anh lúc nào cũng hiền lành dễ thương. Nhưng gần đây đại chúng nhận ra ở nơi sư anh có những cái lỗi nhỏ này.
Vì thương sư anh mà đại chúng góp ý, mong sư anh mở lòng và tiếp nhận. Mình phải tưới hoa, muốn nói người ta cái gì, muốn chỉ trích lỗi gì, phải làm cho người ta dễ chịu trước. Tự nhiên mới vừa bước vô thơ, tháng vừa qua anh thế này, anh thế kia, trời ơi ta xỉu cái rầm á. Vì người ta đâu có, người ta không có khả năng tiếp nhận những lời chỉ trích một cách thẳng thắn như vậy. Chưa phải là hiền. Hiền là chỉ trích người ta, chỉ lỗi người ta, mà phải thật là khéo léo. Từ đó nó mới ra cái đạo hạnh chứ. Có nhiều bậc thầy thấy đệ tử mình sai, nhưng ít khi nào mà la rầy một cách gọi là nặng nề, vì cách đó cũng chưa phải là cách. Nó có những cách khác nữa. Pháp Hòa ví dụ như hôm trước Pháp Hòa kể một câu chuyện. Các thầy trẻ tối ham đi chơi, leo tường đi chơi. Đơn giản thôi, đi coi cải lương. Lúc mà thả ở Việt Nam kêu thả vàng, cái khúc cuối mở cửa cho vô coi, hay là thích coi đá bóng như vậy. Đi về cái ông leo vô trước, ông leo vô trước cái đứng khom lưng cho ông thứ hai leo. Ông thầy ông rình riết, ông gặp, cái bữa đó ông biểu một đứa leo vô rồi, cái ông bắt gặp rồi, cái ông biểu vô phòng đi, để đó ông đứng. Ông đưa cái lưng vô, đệ tử nó leo hết 10 đứa vô, nó ngó lên thấy trời ơi, nãy giờ mình đạp lên lưng ông sư phụ mình xuống. Rồi hết hồn hết vía rồi, ông nói đi chơi về mệt không con? Con có đói bụng không? Thầy nấu mì gói mama cho con ăn. Từ đó về sau không một chú đệ tử nào dám trốn đi nữa, vì cái thấy cái đức của thầy của mình. Pháp Hòa nhớ nha, cái này là chuyện của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Thèm sữa bò lắm. Quý vị nhớ sữa ông Thọ đó, trong cái lon đó. Trời ơi, hồi nhỏ là thèm ghê gớm luôn. Thì một hôm nọ trong phòng của sư bà có một cái lon sữa ông Thọ đó. Lúc đó Pháp Hòa làm công quả chùa Bảo An á, ở Cần Thơ á. Nguyên một đám rình sư bà ngủ trưa, đi nhẹ vô lấy nguyên lon ra ngồi chia. Sư bà ngủ dậy, lúc mà sư bà nằm là đã thấy nguyên đám nó đem ra nó ăn rồi, nhưng mà không có la, để cho nó ăn cho nó đã thèm. Thật ra người lớn người ta đâu có tiếc chi lon đó. Ê, sư bà xong rồi chiều sư bà kêu lại, hồi nãy tụi con thèm sao không nói thầy đưa, ăn lén lút vậy đâu ngon con. Và thưa đại chúng là đó là cái cách hành xử của người xưa. Còn bây giờ trời ơi, mình thấy con đệ tử mình, sư em mình, sư cháu mình nó làm gì một chút thôi là mình phanh ra hết, sợ thế giới chưa biết. Mình còn đói chứ cả. Cái đó không cái đó không phải là cái cách để cảm hóa. Có một ông hòa thượng ngồi thiền, ăn trộm nó lén vô, nó lục hoài mà chẳng có cái gì hết trơn á. Trời lạnh mà, cái nó lén cửa sổ, cái nó đi ra, cái ông hòa thượng: đạo hữu đã lô tới đây rồi, tại sao đi ra tay không? Trời lạnh lắm, lấy thêm cái mền, tôi để ở góc đó đó. Trời ơi, ăn trộm nó cũng chạy tới, nó gom cái mền xong nó chạy, nó đừng leo cửa sổ té, đi cửa chính. Sáng ra thì mấy người đệ tử mới hỏi sao mà thầy nói người ta khổ người ta mới đi ăn trộm, chứ có ai mà dư mà đi đâu. Hồi nãy có một cô Phật tử tội lắm, cô tới cô nói thầy bữa hôm thầy bị gạt 500 người ta trả thầy chưa. Vì cũng có một lần chủ nhật giống vậy nè, sắp sửa lên làm lễ thì có người chạy vô chùa nói thầy ơi, má con bệnh ở Việt Nam nặng lắm, con cần 2,000 đô. Mà lúc đó mình đâu có tiền, đi xuống với mấy cô vét một chút vậy lên được 500 đưa cho ổng. Mà mình biết trong bụng rồi, đưa này là 98% là đi mà không có ngày về. Thì cô mới giống như nghĩ là Phú Hòa, cô muốn đền cái tiền nó lại vậy đó. Cô nói thôi thầy ráng cho con đi, vài bữa nữa con có tiền đưa là nó không. Thay vì Phá Hòa cúng dường, Phá Hòa bố thí, thì người ta thật sự người ta đường cùng người ta mới vô tới đây.
không? Chứ mà nói cho cùng, tiền của đâu phải của Pháp Hòa đâu, của bá gia bá tánh. Thì thôi mình thay thế bá gia bá tánh tặng cho người ta. Đừng nghe vậy vô gạt em hoài nghe. Điện nước là em lo gần chết rồi. Thì thưa đại chúng là mình nói như vậy là để nói cái chữ hiền trí. Và cho nên cái người mà người ta, và cái người mà người ta có tàm quý, sau khi nhận lỗi rồi không có tái phạm. Thành nữa là mình thể hiện cái chỗ nhận lỗi của mình á, là không phải chỉ nhận. Thí dụ như la xong rồi, dạ con nhận, nhưng mà không có câu thứ hai, phải không? Cho nên hồi nhỏ ở đây chắc thế nào các vị nào bị đòn rồi sẽ biết. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị đòn á là ba mẹ sẽ bắt mình hứa, từ nay còn làm nữa không? Dạ không làm nữa. Nhưng mà mình đâu có trung thành với lý tưởng của mình đâu. Mai mốt làm tiếp, nhưng mà lần nào cũng bắt hứa từ nay không làm nữa. Nhưng mà cái đó là lúc nhỏ. Nhưng khi mình lớn rồi thì cái nhận định của mình nó khác. Phóng Hoài nhớ có một lần ở trong chúng, lúc đó mấy chú tiểu còn nhỏ lắm, thì huynh đệ sống chung với nhau mà, nít mà, nó khiều quẹt với nhau hoài gì. Cái mỗi lần mà kêu lên sám hối cái nó xin lỗi, thì con cái em đó nó xin lỗi hoài mà nó không sửa. Thì cái đứa kia mới nói, "You don't mean it." Tức là anh không có thành thật, anh không có hết lòng. Phá Hoài nói, lát Phá Hoài nói, thôi kệ nó con. Dù mình biết nó không có mean it, nhưng mà nó có nói lời xin lỗi là cũng mừng rồi. Có nhiều đứa nó cứng hơn nữa. Mà hồi nhỏ một chú mà làm sai là cả tất cả chúng bị phạt hết. Tại vì Pháp Hòa luôn luôn nói với mấy chú là mình là một đoàn thể, nhớ là một người sai là ảnh hưởng chung. Cho nên đó, đừng thí dụ như người ta khen mình mà người ta chê huynh đệ mình, đừng có mừng. Cái đó không có gì mừng hết á. Người ta chê huynh mình được, ta chê đệ mình được, là người ta chê mình được chứ gì đâu. Mà chẳng qua là hôm nay người ta chưa tới lúc thôi. Mình chắc mình sống tốt hết không? Mình sống mình chắc mình hài lòng người ta không? Hay là mình chỉ hài lòng người ta bữa nay mà ngày khác người ta không hài lòng? Cho nên một người, một huynh, một đệ nào mà đi nói xấu huynh đệ mình, anh em mình là dở lắm. Vì người ta sẽ nói, trời ơi, cái câu mà anh em như thể tay chân, chật lất, nó đâu có sống theo cái thể hiện đó đâu. Anh em như thể tay chân đâu đúng. Chị đi nói xấu em mà anh đi nói xấu em mình, mà em mình đi nói xấu ông mà anh, mà đâu có đúng. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một lần á, thầy viện chủ dạy Pháp Hòa như thế này. Thầy mới nói á, khi mà mình nghe người ta nói xấu một đạo khác á, đừng có mừng. Khi mà người ta nói xấu một đạo khác á, thì tất cả tôn giáo cũng đều ảnh hưởng. Cho nên á, điều đó không có gì để mình mừng. Mà thậm mình phải nhớ rằng người nào người ta còn có niềm tin với đạo, điều đó là tốt cho họ và cho xã hội. Đó, thành thử ra một lời nào của người xưa dạy mình á, mình để trong lòng mà mình lấy cái đó mình sống. Giống như hồi nhỏ mình ăn, mình hay chồm, chồm lên gấp những món ăn hoặc lựa cái ngon. Và người lớn thì luôn luôn dạy không cho, tập ăn cái gì trước mặt. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa có cơ duyên á, đi với người lớn, sống với các bậc lớn á, và các ngài dạy một cái điều gì không bao giờ Pháp Hòa quên. Không có quên. Cho tới bây giờ mình ứng dụng như vậy, mà thậm chí thỉnh thoảng còn kể lại cho mấy chú nghe cái cách sống đó. Cho nên á, thưa đại chúng, phẩm này rất hay. Qua một câu một rất đơn giản, nhưng mà có rất nhiều việc để chúng ta có thể mổ xẻ và học hỏi từ những câu này. Còn rất nhiều những câu chuyện gọi là chỉ lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Có ba điều mình, có nhiều khi mình phải chỉ lỗi cho người. Nhưng mà chỉ lỗi đây là không phải mình gọi là gì, vạch lá tìm sâu. Không phải vậy. Mà chúng ta thấy cái điều đó không đúng, mình cần chỉnh để cho cái chung này nó tốt hơn. Có ai mà muốn con mình dở đâu. Cho nên thấy con mình cái gì không đúng thì phải sửa. Ngày hôm qua nửa đêm có hai mẹ con kia gây gỗ, và hai mẹ con không hiểu nhau, cho nên rồi rất đau khổ, rất buồn phiền. Nửa đêm gọi lên thì Pháp Hòa mới nói chuyện với đứa con.
Pháp Hòa mới nói nếu mà là thầy, thầy cũng sẽ làm như vậy. Tại vì sao? Ở cái cương vị của cha mẹ, nhưng mà bổn phận của con là con phải thể hiện như thế nào để cha mẹ được yên lòng một phần. Thôi con cứ yên tâm, con đi ngủ đi, chuyện mẹ con thầy sẽ giải quyết. Pháp Hòa hứa là chiều nay sẽ nói chuyện với người mẹ. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là con người của chúng ta ai mình cũng có thể mình có cái lỗi để mình có thể nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy cái lỗi họ để chỉ dẫn chứ không có chỉ trích, hay là tìm sâu ở trong cái lá để mà nói. Có nhiều khi mình xới, mình đào lên, nó đâu có đẹp, mà nhiều khi người ta nhìn ngược lại mình nữa. Chữ hiền á, là tượng trưng cho người có cái đức hạnh. Chữ trí á, là tượng trưng cho người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà sử dụng trí tuệ để đi làm tác hại cho người, hay là ý mình có tài, có trí mà lấn áp người, thì chưa phải là bậc hiền. Có tài mà dụng cái tài đúng, mà thậm chí rất khiêm cung, và muốn xử, muốn nói ai điều gì cũng nói bằng tất cả những cái tâm lành của mình, thì cái người đó là có cái bậc là người hiền. Bởi vì hiền là cái thể hiện qua cái đạo hạnh của họ. Thí dụ như mình thông minh, mình giỏi, nhưng mình nói như thế nào mà để cho người ta không có buồn, người ta không có bị tổn thương, thì đúng mới là bậc hiền trí. Còn không thì có thể mình chỉ trí mà không hiền. Bởi vì mình có tài, mình có cái sự thông minh, mà ở đời quan trọng nhất là cái hạnh đức. Còn cái thông minh, cái hiểu biết, cái trí tuệ thì ai cũng có, ít nhiều thôi. Chứ không ai mà hoàn toàn ngu đâu, không ai hoàn toàn không biết gì đâu. Nhưng mà có những người, thậm chí có những người ta không biết gì hết, nhưng mà ta sống cái hạnh nó tốt, khi người đó vẫn được người trí kính nể. Có nhiều người trí tuệ nhưng mà lại đi kính nể những người có cái hạnh. Cho nên cái phẩm này nó hay là bậc phẩm hiền trí. Tại sao? Tại vì hiền trí là người sẵn sàng, một là nói những cái lỗi của ai đó, nói những cái sai quấy, chỉ dẫn cho người ta. Và hiền trí nữa cũng là những người biết nhận lỗi. Bởi vì ở trong kinh á, Đức Phật có dạy á, có hai hạng người quý trên đời. Một là người không làm lỗi, hai là người biết nhận lỗi. Như vậy thì mình có thể là không phải là người đầu, không? Mình có thể là người thứ hai, tức là lỗi mà biết nhận. Nhưng mà quý vị có thấy trên đời này có nhiều người, người ta lỗi mà người ta không nhận không? Cái này chắc hơi nhiều, thậm chí mình cũng có trong đó. Tại vì sao? Tại vì tự ái, tại vì bản ngã, cho nên mình đâu có chịu nhận lỗi. Mà người không nhận lỗi không phải là người trí. Tại vì người trí là nhận lỗi để làm chi? Để sửa. Ví dụ mình làm một cái bài toán nó sai, nó trật, mình ông thầy giáo kêu lên chỉ lại cho mình thì tại sao mình không nghe? Mình làm cái gì không đúng mà người ta chỉ cho mình thì tại sao mình không học? Mà người không có học thì làm sao biết cái gì? Vì vậy mà người xưa cũng có câu đó, nhân bất học bất tri lý. Người mà không học làm sao thông được cái lý? Cho nên là cái người mà không học á, nhân bất học á, thì minh minh như dạ hành. Người không có học á, đi giống như cái người đi mờ mờ trong sương đêm vậy đó. Tại vì sao? Đi thì đi chứ thiệt sự không thấy phía trước cái gì. Ở đây có bao giờ mình lái xe vào một trời tối mà mịt mù, sương mù, không có biết ở phía trước là cái gì, mà thật sự là chỉ đi theo cái nhớ, cái tưởng tượng của mình vậy thôi. Đó, hồi hộp lắm, phải không? Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Chữ minh minh này là gì? Là mù mù, mờ mờ, như là đi trong đêm vậy đó. Dạ hành là đi trong đêm. Cho nên cái người mà có cái người mà trí là người phải mở lòng học. Mà người mà có học á thì mới có biết,
không học thì không biết. Hồi xưa hay chọc nói nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Nhân người không học lớn, cái đó nói chơi thôi. Đại quý là gì? Ăn hiếp người ta thôi, lấy cái dũng lực thôi chứ còn không có trí. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là người hiền trí ở trong cái phẩm này nó có hai trường hợp. Cái người đủ khả năng, trí tuệ và phương pháp khéo léo để hướng dẫn người khác là hiền trí. Ngược lại, nếu mình là cái người mà được người ta chỉ dẫn mà mình tiếp nhận, mình cũng là bậc hiền trí. Tại vì sao? Bây giờ mình làm trò, mai mốt mình làm thầy. Cuộc đời là nói vậy. Mình mới vô mình làm cu ly, mai mốt mình làm boss. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm mẹ. Bây giờ mình làm con, mai mốt mình làm cha. Bây giờ mình làm cháu, mai mốt mình làm ông bà. Mà nếu mình lên tới cái chức ông chức bà mà không có gì để mà dạy dỗ thì làm sao? Cho nên chư tổ cũng hay quở, phải không? Hậu học tư tuân mà vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sao người ta đến học với mình không có một lời gì để hướng dẫn cho người ta hết. Mà nếu mà bí quá thì làm gì? Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương. Túng quá nói quẩn nói đại, nói mà không có phù hợp với đạo lý gì hết. Nhưng mà nếu mà người nhỏ mà người ta biết được mình sai, người ta chỉ trích, người ta chấm điểm mình trở lại, người ta nói dạ, thưa ông, thưa bà, thưa anh, thưa chị, nói đó không đúng, thì mình quay lại mình nói sao? Hậu sanh vô lễ. Người sao sao mà hỗn quá, vô lễ quá. Thành thử đây, thưa đại chúng, là những cái điều đó đó các bậc cổ đức đã thấy rõ hết cái bản chất của chúng sanh, bản chất của con người mà chúng ta sống theo cái gì? Theo cái bình thường quá của mình. Cho nên mà bình thường quá thì sao? Càng ngày mình càng lùi xuống. Vì vậy cho nên cái phẩm này là phẩm hiền trí. Quý vị nhớ rõ hiền trí ha. Hiền là cái hạnh, cái cách. Trí là cái hiểu biết của mình. Mình hiểu biết nhưng mà không lấy cái hiểu biết lấn lướt người khác, mà lại dùng cái đạo hạnh chỉ dẫn cho người ta. Cho nên mình được gọi là bậc hiền trí. Người này nè, có trí, có tài mà không có lợi dụng, mà lại sống khiêm cung, đó, hạnh đó, hiền đó. Rồi ngược lại, mình có cái hạnh biết lắng nghe, biết tiếp nhận lời chỉ dẫn. Lâu ngày từ cái bậc hạnh này thêm trí nữa, cái hiền trí đó. Cho nên mình cũng có thể là hiền trí nếu mình biết tiếp nhận. Còn người đã có trí thì phải nên ứng dụng cái hạnh để mình trọn vẹn cái bậc hiền trí. Thường thường người ta nghe mình đó, nó có hai cách nghe. Một là nghe vì sợ, tại mình có quyền uy, mình là boss. Thấy không? Người ta cả nể ta nghe, nhưng mà thiệt sự trong lòng ta không phục. Tại sao? Tại vì mình không có đủ cái nhẹ nhàng, cái khéo léo để mình cảm phục người ta. Cho nên ở đời á, nó có nhiều người người ta sợ mình, mà người ta chỉ sợ hãi chứ không phải là sợ kính. Làm sao cho người ta kính mình mà người ta sợ nữa đó mới hay. Vì vậy mà trong cái bài tụng buổi sáng có câu á, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, tức là đại Đức Phật trong một buổi pháp thoại mà đại chúng mọi người nhìn lên Đức Phật, ngưỡng quan tức là nhìn lên Phật, chiêm ngưỡng Phật mà trong lòng có cái niềm kính tin sợ hãi. Sợ là gì? Là cái uy đức của Phật. Nhưng mà trong cái uy đức đó nó tỏa ra cái từ bi làm cho mình gần gũi được. Cho nên có những bậc chân tu đạo hạnh đó, ở nơi họ tỏa ra được cái uy nghiêm nhưng mình không sợ. Trong cái uy nghiêm đó có cái tâm từ, có cái nhẹ nhàng làm cho mình tự nhiên cảm mến đó, bậc hiền trí. Thì cái câu thứ 76, hôm trước mình học câu 75 rồi, thì câu 76 này nằm ở trong cái phẩm hiền trí. Cái câu như thế này: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu.
Đơn giản không? Nếu gặp, nếu mà gặp và thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, có khi người ta trách, khiển trách mình mà có thể chỉ lỗi mình, đừng có buồn. Như người đó làm gì? Chỉ cái chỗ chôn vàng cho mình đó. Tại vì sao? Cái người đó chỉ cho mình cái chỗ mà đặc biệt mà mình chưa khai thông. Thì cái câu này được Đức Phật nói trong một cái trường hợp là ở trong chùa đó, có một ông cụ lớn tuổi đi vô chùa làm công quả. Thì ông thầy tên là Radha. Thì ở chùa làm công quả một thời gian á, thì ông cảm mến cái đời sống tu hành, cho nên ông muốn đi xuất gia. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không có nhận, bởi vì thấy ông già quá, sợ ông không có tu được, chịu cực được, và nhất là gì, khó hướng dẫn. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì người lớn tuổi này, mình nói chung nha, người lớn tuổi thường hay có cái chấp trước của mình: tôi là đúng, tôi ăn cơm nhiều hơn anh, tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Có nhiều khi nói là sao, hồi tôi sanh ra đó, tôi làm này đó, không biết anh còn ở đâu. Tức là mình có nhiều cách để mình nghĩ rằng cái người trẻ kia không bằng mình. Và đồng thời á, mình vô chùa, mình mặc dù mình thấy cái người kia trẻ, nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn, mình có cái đạo hơn, mình có cái hiểu biết nhiều hơn, cho nên khó tiếp nhận lắm. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không có chịu nhận cái ông cụ Radha này đi tu. Đức Phật biết được việc đó. Nhưng mà Đức Phật tới gặp ông thì Đức Phật quán thấy rằng ông này có khả năng chuyển hóa, có khả năng chuyển hóa. Cho nên Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất: tại sao thầy không nhận? Nói dạ, tại vì con thấy ông lớn tuổi và có lẽ hơi khó dạy. Đức Phật nói không, thầy nhận đi. Nhận đi rồi bây giờ mình coi như mình đền ơn cho ông đi. Tại vì xưa giờ ông ở chùa, ông công quả, phải không? Mình nhận ơn của ông rồi, thôi bây giờ mình thể hiện sự biết ơn, mình tiếp độ cho ông tu, rồi mình hướng dẫn cho ông. Thì thật không ngờ, khi mà đưa ông vào tu á, thì ông rất là dễ dạy, rất là dễ hướng dẫn. Cho nên một thời gian không có lâu, ông được chứng quả. Thì khi mà cái câu chuyện này á, được Đức Phật hỏi thăm, rồi các thầy nói cho Phật nghe đó, thì Phật mới nói như thế này: Cái ông cụ Radha này á, là một cái người dễ dạy như vậy đó, mà tu tập tốt mà dễ chứng quả như vậy đó, không phải chỉ đời này đâu, mà ông đã gieo trồng nhiều đời rồi. Nhưng mà cái duyên của cái kiếp người đời này á, tu hơi muộn thôi, nhưng mà cái sự ngộ đạo, cái sự mà học hành rất là nhanh chóng mà dễ dàng. Thì đó, cho nên Đức Phật mới nói á, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Vì sao? Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Tại vì sao? Tại mình gần cái người mà có hiểu biết. Nói theo bình thường là gì? Gần đèn. Gần đèn thì phải sáng thôi. Chỉ có khi nào mình gần mực nó mới đen. Cho nên gần đèn thì sáng. Ngày xưa có cái câu như thế này: hoàng kim thiên lượng vị vi quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Hoàng kim thiên lượng tức là có được 1.000 lượng vàng chưa chắc đã quý, vị vi quý. Và hoàng kim thiên lượng vị vi quý chưa chắc đã là quý. Nhưng mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim, được người nào đó chỉ nói cho mình một câu hay, quý hơn 1.000 vàng. Thì cái câu đó mình dịch là: vàng ròng 1.000 lượng chưa là quý, được một lời hay gấp 1.000 vàng. Được 1.000 vàng, mình có vàng ròng 1.000 lượng chưa là quý. Tại vì
ngàn lượng vàng để trong tủ, ngàn lượng vàng nhiều khi nó còn nguy hại nữa. Nhưng mà nếu mình được một lời hay mà mình theo cái lời hay đó mà mình phát triển lên, cuộc đời mình khác đổi lắm mà, khác lắm mà. Nhiều khi có tiền có thể thay đổi mình á, một là mình xấu hơn tại vì mình tham, hoặc là vì bị cướp, bị giật vân vân. Nhưng mà cái lời nói, cái lời hay ý đẹp ở trong tâm mình á, mà mình sống với nó thì mỗi ngày mình phát triển lên, đẹp lên, mà người khác nhìn mình, người ta thương quý, mà mình còn truyền dạy nữa. Cho nên hoàng kim thiên lượng vị quy quý, vàng rồng ngàn lượng chưa là quý, đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim. Được một lời hay gấp quý gấp ngàn vàng, gấp ngàn lượng vàng. Ngày xưa có hai ông quan làm việc cho một ông vua. Thì một ông là quan văn, một ông là quan võ. Thì cái ông quan văn á, ổng tên là Lan Tương Như. Còn cái ông quan võ đó, ổng tên là Liêm Pha. Này là chuyện thời nước Triệu, nước Tần rồi vậy đó. Thì cái ông mà, cái ông quan văn đó là Tương Lan Như đó, ông không có võ công, chỉ có văn chương thôi. Nhưng mà ông dùng cái lời nói của ông để mà đi luận nghị với các vua khác, để mà giữ được yên bờ cõi. Còn cái ông quan tướng là ông Liêm Pha đó, ông giỏi lắm, ông cũng chiến thắng được những cái quân địch ở bên ngoài. Thì ông Liêm Pha, ông coi thường cái ông quan văn là ông Lan Như đó. Vì ông nghĩ rằng á, quan võ là bất quá là cái gì? Chỉ có cái võ bên ngoài, chứ văn chương chữ nghĩa bóng bẩy thôi, chứ đâu có làm gì khi mà đất nước lâm nguy. Cho nên ông quan võ, ông thường chê ông quan văn lắm. Thì mỗi ngày đi vào chầu vua đó, thì hai ông đi cùng một con đường. Mà cứ mỗi lần mà gặp nhau chung một đường á, không phải gặp nhau cứ làm ngơ, chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ, không phải vậy. Mà ông này, ông quan văn, ông gặp ông quan võ cùng một đường á, thì ổng cho kiểu dừng lại, lùi một bước để nhường cho quan võ đi trước. Thì ông quan võ, ông lấy làm đắc ý, ổng cứ sống vinh vang với cái sự mà người ta gọi là nể trọng mình như vậy. Thì những cái người lính hậu cần của ông quan văn á, thấy như vậy bất bình, thì mới nói với ông quan văn á, tại sao ngài lại phải lòn cúi nhường nhịn cái kẻ kia như vậy. Thì ông mới sợ á, cái câu chuyện này á, nó tiếp tục nó lan lây ở trong cái nội bộ, làm cho cái nội bộ nó càng thêm rối rắm. Cho nên một ngày nọ, ông tập hợp tất cả đệ tử lính tráng của ông lại, ông mới nói như thế này. Ông mới nói á, ở trong một cái rừng mà hai con hổ nó đấu nhau thì chắc chắn phải có một con bị thương. Mà cái con nào bị thương á, thì nó sanh thêm oán. Mà cái con mà thắng thì nó lại chuốc lấy cái thù địch của đối phương. Cũng như thế, trong một triều đình mà hai quan đấu đá với nhau, thì ông mới nói như thế này. Giữa ông vua và cái ông quan Liêm Pha này, ai là cái người quyền uy? Thì dĩ nhiên là vua. Nhưng mà tại sao ông vua nước kia tôi không sợ, tôi dám tới tôi luận nghị với ông, mà tôi lại sợ ông Liêm Pha? Bởi vì tôi không có muốn ở trong một nước mà hai quan lại đấu nhau. Mà mình đấu nhau như vậy thì lỡ cái này nó sẽ làm cho rung rinh cái nội bộ, mà chính cái này đất nước sẽ dễ diệt vong. Cho nên tại sao mình không nhường một bước để giữ yên bờ cõi? Nội bộ mà chắc vững thì ai có khả năng phá quấy? Cái này nó giống như trong một cái cộng đồng vậy đó. Nó giống như trong một cộng đồng, nó giống như trong một cái mái gia đình vậy đó. Chị em anh em mà không thương nhau mà đi nói xấu nhau, đừng có nghĩ rằng cái đó là người ta sẽ binh vực cho mình. Nhưng mà chính cái đó người ta thấy được cái nội tình của cái gia đình này,
Và chính cái chỗ hở này nè dễ dàng cho người ta gièm pha. Nếu người ta không thích mình, người ta gièm pha và người ta nói những cái điều sai quấy, người ta thêm mắm dặm muối để làm cho cái nội bộ mình lủng củng mà mình không biết. Cho nên ngày xưa có một ông vua đó, ông muốn sang luôn đi đánh giặc đó. Vua thì lúc đó ông đó đang ngồi với Đức Phật, nó bẩm hoàng thượng, mình chuẩn bị đi đánh cái đất nước kế bên. Thì ông vua mới say qua, ông hỏi Đức Phật, chẳng có nên đi đánh cái nước đó không? Thì Đức Phật có hỏi ngài A Nan, thầy A Nan, đất nước đó giữa vua và dân có đồng lòng không? Ngài A Nan nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, đất nước đó dân và vua rất đồng lòng. Đức Phật nói, ồ, nếu vậy thì đừng ai hòng mà đánh nước đó. Đức Phật không trả lời thẳng ông vua, mà Đức Phật hỏi ông vua, hỏi Ngài A Nan 7 câu hỏi. Thì Ngài A Nan đều trả lời hết. Thì Đức Phật mới nói, ồ, 7 điều này mà đất nước này còn giữ được thì đừng hòng ai mà đánh phá. Đức Phật không trả lời thẳng với ông vua nha. Vậy mà ông nghe xong câu chuyện đó rồi ông xoay qua ông quan, khanh hãy cho tất cả lui về, đừng chiến tranh nữa. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lâu lâu quan dân còn ngồi lại với nhau thì làm gì có sự lũng củng. Thì trở lại câu chuyện, thì ông quan võ đó, ông nói với mọi người rằng á, ta không sợ cá nhân của ông quan võ kia, mà ta chỉ sợ cái gì? Ta chỉ sợ cái nguy cơ của đất nước. Cái này mới quan trọng. Cái giống như Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ trong một cái gia đình hay là trong chùa thì có hai người họ lấn cấn với nhau, sợ cá nhân với nhau. Tại sao mình lại không nghĩ đến cái tập thể với nhau? Cái cá nhân là cái gì đâu, phải không? Cho nên khi nói câu đó rồi á, thì thưa đại chúng, mình thắng ngàn quân ở ngoài bãi chiến trường á, không bằng mình thắng được cái bản ngã của mình. Cái bản ngã là gì? Là cái tôi á. Tôi hay, tôi giỏi, tôi là người lớn, tôi là anh hai, tôi là chị hai, tôi là thế này thế kia. Mà tôi là cái gì đâu? Nếu nói cho đúng, càng lớn phải càng có trách nhiệm, càng lớn phải càng thể hiện cái tốt chứ không thể hiện cái xấu. Tại vì người nhỏ đó họ nhìn lên. Tiếng Mỹ thường thường nó hay nói vậy đó, thí dụ như nó I look up on you, tức là người ta nhìn lên mình để người ta sống đó. Mà người lớn mà mình ở trên mà hạ mà bất cái gì, hạ bất nghiêm, hạ bất chánh thể dưới này tất loạn. Ở trên mà không có ngay thẳng thể dưới này sao nó thẳng ngay. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì cái chuyện này đó, ông quan võ văn ông dạy cho lính của ông như vậy đó. Tôi không sợ cá nhân ông Liêm Pha, mà tôi chỉ sợ nguy cơ cho đất nước. Nếu hai quan ở trong triều mà đấu đá với nhau thì đất nước này sẽ dễ dàng bị những cái thế lực khác xen vào và làm nguy cơ cho đất nước. Câu chuyện này nó lan sao, cuối cùng lan tới ông quan võ là ông Liêm Pha. Thì quý vị biết ông Liêm Pha xử làm sao không? Ông nghe được cái đó, trong lòng hối hận, gọi là xấu hổ vô cùng. Tự thân ở trần, đi bộ từ ở nhà tới trước cửa nhà của ông quan võ, quỳ xuống, xin người hãy đánh tôi. Đánh tôi đi, tại vì tôi là một quan đồng lưu với nhau, nhưng mà cái tâm sống, cái cách sống của tôi dở quá. Tôi nhờ cái lời nói của ông mà tôi bừng tỉnh, nay tôi xin ông hãy đánh tôi.
Thì ông Quan Văn, ông Quan Văn ông đỡ ông Quan Võ vậy, mời vô nhà, mặc áo vô và hai ông ngồi, và sau này trở thành một đôi bạn tri kỷ. Và câu chuyện này còn ghi chép lại để cho tất cả những ai mà sống chung mà không có biết cái chung, mà cứ vì cái tư lợi, thì hãy nghe câu chuyện này. Mình cứ sống với cái cá nhân của mình. Cá nhân mình là gì? Mình là một cá nhân, mình là một phần của tập thể. Bây giờ thưa đại chúng, một cái đỉnh nhang ba chân nè, mà chỉ cần gãy một chân thôi, tao không thích mày, giặt nó ra, thì cái chân này nó làm sao? Nó cũng sẽ đổ, chứ làm sao mà nó nghiêng được. Thành thử ra cái đỉnh lưu nó ba chân thì đủ phải ba chân. Thậm chí nó gập ghềnh còn phải lấy đồ chêm mà, để cho nó vững mà. Cho nên mình thấy cái người, một trong những cái chúng, người cái người sống trong nhà mình đó, họ khiếm khuyết, mình còn kiếm giấy hay cái gì mình chêm vô để cho nó vững mà. Chứ có đâu mà để cho nó gập ghềnh nhìn chơi. Chứ có đâu mà kiếm cách nghĩa là chặt nó luôn đi để mà. Bữa nào quý vị nên học cái câu chuyện con kiến nó kiện con rận. Những cái câu chuyện đó hay vô cùng, nhưng mà tại mình không có thời giờ cho nên kể không hết. Hồi nhỏ và đi học á, lúc nào trong giỏ Pháp Hòa cũng có cái cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Pháp Hòa thích cuốn đó lắm. Những cái tinh hoa của người xưa nằm trong cuốn sách đó. Có cái biết chì nghe, đọc tới đâu khoanh gạch đích, rồi nói, rồi ghi cái đại ý của câu chuyện, rồi nói cái gì, để lâu lâu mình dở ra, mình cần ôn cái gì mình nhớ. Đâu phải để khoe khoang. Nhớ để làm gì? Để nhắc mình. Rồi thí dụ như có cơ hội chia sẻ cái gì, mình nói để người ta cùng học. Ở trong kinh Soi Gương đó, cái kinh Soi Gương nó còn có một cái tên nguyên thủy là kinh Tư Lượng. Tư tức là tư duy, lượng tức là so sánh, lượng so lượng. Mình phải suy nghĩ và mình so lượng, tại làm sao không ai thương mình hết trơn vậy? Tại làm sao ai cũng xa lánh mình vậy? Đức Phật đưa ra mấy điều, nhiều lắm, mười mấy điều lắm. Trong đó có một điều là gì? Tôi xin các bạn đồng tu hãy chuyện trò với tôi, hãy nói chuyện với tôi. Vì nguyên do nào, những đức tính nào mà một người đó được mọi người xa lánh? Vì người đó dễ nổi giận. Và người đó vì giận mà hiềm hận, vì hiềm hận và nổi giận mà nói những lời khó nghe. Vì người đó không có khả năng tiếp nhận lỗi, và thậm chí còn chỉ trích trở lại người chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Hoặc vị đó chất vấn trở lại, anh có hay gì hơn tôi? Đó là một cách chất vấn đó. Rồi còn anh sao? Bữa hôm anh làm vậy đó, sao anh không nói đi? Đó là chất vấn đó. Những người như vậy thì không thể nào học hỏi gì được hết. Trong kinh nói đàng hoàng. Rồi ngược lại, vì sao một người được gọi là mọi người thích? Vì người đó biết tiếp nhận những lỗi. Người đó không có dễ nổi giận, và không vì gì, không vì những cái hiềm giận đó mà nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Và người đó luôn luôn không bao giờ chỉ trích những người đã chỉ cho mình lỗi mình đã phạm. Và người đó không bao giờ cứng đầu và tự cao. Đó là những cái chuyện mà Đức Phật nói trong kinh Soi Gương đó. Quý vị mở Nhật Tụng Thiền Môn ra. Còn muốn mở trong kinh Nikaya thì kinh gọi là kinh Tư Lượng. Tung Tử có một câu như thế này: người mà chỉ cái lỗi cho mình mà chỉ đúng, người đó là thầy mình. Vì sao? Mình làm sai mà người ta dám chỉ, mà chỉ đúng mà không có nói bậy, đó là thầy mình đó.
Còn nếu mình làm hay làm tốt mà người ta khen đúng mức, đó là bạn mình. Còn ngược lại, mình dở ẹt mà người đó cứ tấn mình lên, kẻ thù của mình đó. Tại sao biết không? Tại vì mình dở mà họ không hề nói cho mình biết. Họ để cho mình sao? Đi tàu giấy, đi lơ lửng vậy đó. Rốt cuộc á, mình tưởng đâu là mình cái gì cũng biết, mà đụng tới thì không biết cái gì. Trời ơi, anh hay lắm, anh cái gì cũng biết, chị giỏi lắm, tôi rất là kính nể chị. Chị là người số 1, anh là người số 1. Ôi cái bà kia, cái ông kia cũng ra vậy nói. Rốt cuộc mình tưởng đâu mình là hay. Tuân Tử nói vậy đó. Người chỉ cho mình cái dở mà chỉ đúng, chị giờ mình dở thật, nó dám nói cho mình nghe cái dở của mình, đó là thầy mình. Còn mình làm cái gì hay mà người đó dám, người đó khen mình đúng mức, không có quá, người đó bạn mình. Còn mình không là gì hết mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ đưa mình lên tận mây, người đó kẻ thù của mình. Tại họ cho mình sống với cái bản ngã của mình, họ cho mình sống với cái gọi là tưởng tượng của mình, mà rốt cuộc rồi là tưởng tượng là tưởng vôi. Mình tưởng đó là thật. Cho nên trong kinh, ở trong cái truyền thống của đạo Phật, mỗi năm 3 tháng an cư, đến cái ngày cuối mãn hạ sau 3 tháng, đại chúng tập hợp lại, và người nhỏ sẽ quỳ trước người lớn. Sau 3 tháng tu hành chung với nhau, nếu thầy thấy con có những lỗi lầm gì mà do thầy thấy, do thầy nghe, do thầy nghi, lỗi con có 3 trường hợp: thấy, nghe, nghi, xin thầy thương con mà chỉ cho con. Có nhiều khi tôi không thấy mà tôi nghe người ta nói, đó là gọi là nghe. Có nhiều khi tôi thấy mà tôi không rõ ràng, tôi chỉ nghi ngờ thầy là sai quấy thôi. Lỗi của mình, người khác có thể nghe lỗi, thấy lỗi và nghi lỗi. Xin thầy hãy thương con, nói cho con biết để con sửa. Thầy kia nói: không, 3 tháng qua thầy không có gì sai quấy hết, và con xin lắng nghe. Còn ngược lại, trong 3 tháng qua đã có vài lần thầy làm việc này việc kia không đúng, nay tôi nói cho thầy biết để thầy sửa, rồi lần sau mình có ở chung như thế này nữa thầy đừng làm như vậy. Ví dụ như là nửa đêm thầy ở chung với người ta mà thầy không có tôn trọng cái giờ giấc nghỉ của chung, thầy muốn mở cửa rầm rầm giờ nào thầy mở, thầy bật đèn lên bật đèn xuống, thầy đang ngủ mà thầy cứ làm rột rạc, thầy làm ồn, thầy đi lên đi xuống cái giường mà không có chánh niệm, làm cho nó vang cái tiếng ồn, người ta nể cả thầy, người ta không nói nhưng mà người ta mất ngủ ra người ta phiền, ráng mai mốt ngủ không được nằm yên, lỡ cần đi vệ sinh buổi tối đi nhẹ nhàng. Mình phải nhớ ban đêm, mình phải đại chúng ngủ nghỉ là mình phải tôn trọng cái giờ đó, không nên làm ồn. Thí dụ vậy đó. Hay là nói rằng á, thầy đi lên trên chánh điện thầy lại Phật ngoài cái giờ của chúng, thầy không nên sử dụng chuông mỏ, thầy sử dụng chuông mỏ là động chúng. Thầy có quyền lên chánh điện lễ Phật nhưng mà không được động chuông mỏ, vì đó là ngoài cái giờ, đó là giờ riêng của thầy. Cái lễ bái đó gọi là lễ bái phi thời. Phi thời nghĩa là không đúng chung với chúng, cũng được không sao, nhưng đừng làm động chúng. Thí dụ vậy. Ăn cơm chung với nhau, có một sợi tóc, lỡ trong thức ăn có sợi tóc, có sợi dây thun mà thầy la làng lên, làm động chúng không nên. Thí dụ vậy. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tự tứ. Tự tứ là gì? Tự mình xin người khác, thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Nói đơn giản là soi sáng, soi sáng cho mình. Cho nên nó có những cái tu viện á, chúng mà muốn làm gì á, muốn tiếp chuẩn bị được tiếp nhận một cái gì đó, là đại chúng phải họp lại. Bây giờ thấy thầy này, cô này có đủ chưa?
đại chúng họp lại, tôi thấy thầy này còn điểm này điểm kia, thí dụ vậy, rồi sẽ cử một người gom hết các cái comment, đó là cái ý kiến của người khác đó. Sau đó viết thành một lá thơ cho vị đó. Nhưng mà khi viết cái thơ chỉ lỗi người ta đó, cô cũng phải nhào vô là chửi người ta liền rồi nha. Phải tưới hoa trước. À, kính thưa sư huynh, đại chúng rất hạnh phúc khi có sư huynh tu tập chung. Sư huynh là một người anh lúc nào cũng hiền lành dễ thương. Nhưng gần đây đại chúng nhận ra ở nơi sư anh có những cái lỗi nhỏ này. Vì thương sư anh mà đại chúng góp ý, mong sư anh mở lòng và tiếp nhận. Mình phải tưới hoa, muốn nói người ta cái gì, muốn chỉ trích lỗi gì, phải làm cho người ta dễ chịu trước. Tự nhiên mới vừa bước vô thơ, tháng vừa qua anh thế này, anh thế kia, trời ơi ta xỉu cái rầm á. Vì người ta đâu có, người ta không có khả năng tiếp nhận những lời chỉ trích một cách thẳng thắn như vậy. Chưa phải là hiền. Hiền là chỉ trích người ta, chỉ lỗi người ta, mà phải thật là khéo léo. Từ đó nó mới ra cái đạo hạnh chứ. Có nhiều bậc thầy thấy đệ tử mình sai, nhưng ít khi nào mà la rầy một cách gọi là nặng nề, vì cách đó cũng chưa phải là cách. Nó có những cách khác nữa. Pháp Hòa ví dụ như hôm trước Pháp Hòa kể một câu chuyện, các thầy trẻ tối ham đi chơi, leo tường đi chơi. Đơn giản thôi, đi coi cải lương. Lúc mà thả ở Việt Nam kêu thả vàng, cái khúc cuối mở cửa cho vô coi, hay là thích coi đá bóng như vậy. Đi về cái ông leo vô trước, ông leo vô trước cái đứng khom lưng chân ông thứ hai leo. Ông thầy ông rình riết, ông gặp, cái bữa đó ông biểu một đứa leo vô rồi, cái ông bắt gặp rồi, cái ông biểu vô phòng đi, để đó ông đứng. Ông đưa cái lưng vô, đệ tử nó leo hết 10 đứa vô, nó ngó lên thấy trời ơi, nãy giờ mình đạp lên lưng ông sư phụ mình xuống, rồi hết hồn hết vía. Rồi ông nói đi chơi về mệt không con? Con có đói bụng không? Thầy nấu mì gói mama cho con ăn. Từ đó về sau không một chú đệ tử nào dám trốn đi nữa, vì cái thấy cái đức của thầy của mình. Pháp Hòa nhớ nha, cái này là chuyện của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Thèm sữa bò lắm. Quý vị nhớ sữa ông Thọ đó, trong cái lon đó. Trời ơi, hồi nhỏ là thèm ghê gớm luôn. Thì một hôm nọ, trong phòng của sư bà có một cái lon sữa ông Thọ đó. Lúc đó Pháp Hòa làm công quả chùa Bảo An á, ở Cần Thơ á. Nguyên một đám rình sư bà ngủ trưa, đi nhẹ vô lấy nguyên lon ra ngồi chia. Sư bà ngủ dậy, lúc mà sư bà nằm là đã thấy nguyên đám nó đem ra nó ăn rồi, nhưng mà không có la, để cho nó ăn cho nó đã thèm. Thật ra người lớn người ta đâu có tiếc chi lon đó. Ê, sư bà xong rồi chiều sư bà kêu lại, hồi nãy tụi con thèm sao không nói thầy đưa, ăn lén lút vậy đâu ngon con. Và thưa đại chúng là đó là cái cách hành xử của người xưa. Còn bây giờ trời ơi, mình thấy con đệ tử mình, sư em mình, cháu mình nó làm gì một chút thôi là mình phanh ra hết, sợ thế giới chưa biết. Mình còn đói chứ cả. Cái đó không cái đó không phải là cái cách để cảm hóa. Có một ông hòa thượng ngồi thiền, ăn trộm nó lén vô, nó lục hoài mà chẳng có cái gì hết trơn á. Trời lạnh mà, cái nó lén cửa sổ, cái nó đi ra, cái ông hòa thượng: đạo hữu đã lô tới đây rồi, tại sao đi ra tay không? Trời lạnh lắm, lấy thêm cái mền, tôi để góc đó đó. Trời ơi, ăn trộm nó cũng chạy tới, nó gom cái mền xong nó chạy, nó đừng leo cửa sổ té, đi cửa chính. Sáng ra thì mấy người đệ tử mới hỏi làm sao mà thầy nói người ta khổ người ta mới đi ăn trộm, chứ có ai mà dư mà đi đâu. Hồi nãy có một cô Phật tử tội lắm,
Cô tới cô nói thầy, thầy bữa hôm thầy bị gạt 500 á, người ta trả thầy chưa? Vì cũng có một lần chủ nhật giống vậy nè, sắp sửa lên làm lễ thì có người chạy vô chùa nói thầy ơi má con bệnh ở Việt Nam nặng lắm, con cần 2.000 đô. Mà lúc đó mình đâu có tiền, đi xuống với mấy cô quét một chút vậy lên được 500 đưa chồng. Mà mình biết trong bụng rồi, đưa này là 98% là đi mà không có ngày về. Thì cô mới giống như nghĩ là Phú Hòa, cô muốn đền cái tiền nó lại vậy đó. Cô nói thôi thầy ráng cho con đi, vài bữa nữa con có tiền đưa là nó không. Thay vì Phá Hòa cúng dường, Phá Hòa bố thí, thì người ta thật sự người ta đường cùng người ta mới vô tới đây. Không? Chứ mà nói cho cùng tiền của đâu phải của Phá Hòa đâu, của bá gia bá tánh. Thì thôi mình thay thế bá gia bá tánh tặng cho người ta. Đừng nghe vậy vô gạt em hoài nghe. Điện nước là em lo gần chết rồi. Thì thưa đại chúng là mình nói như vậy là để nói cái chữ hiền trí. Và cho nên cái người mà người ta, và cái người mà người ta có tàm quý, sau khi nhận lỗi rồi không có tái phạm. Thành nữa là mình thể hiện cái chỗ nhận lỗi của mình là không phải chỉ nhận. Thí dụ như la xong rồi dạ con nhận, nhưng mà không có câu thứ hai. Không? Cho nên hồi nhỏ ở đây chắc thế nào các vị nào bị đòn rồi sẽ biết. Phá Hòa nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị đòn á là ba mẹ sẽ bắt mình hứa từ nay còn làm nữa không? Dạ không làm nữa. Nhưng mà mình đâu có trung thành với lý tưởng của mình đâu. Mai mốt làm tiếp, nhưng mà lần nào cũng bắt hứa từ nay không làm nữa. Nhưng mà cái đó là lúc nhỏ. Nhưng khi mình lớn rồi thì cái nhận định của mình nó khác. Phá Hòa nhớ có một lần ở trong chúng, lúc đó mấy chú tiểu còn nhỏ lắm, thì huynh đệ sống chung với nhau mà nít mà nó khiều quẹt với nhau hoài gì. Cái mỗi lần mà kêu lên sám hối cái nó xin lỗi, thì có một cái em đó nó xin lỗi hoài mà nó không sửa. Thì cái đứa kia mới nói you don't mean it, tức là anh không có thành thật, anh không có hết lòng. Phá Hòa nói lát, Phá Hòa nói thôi kệ nó con, dù mình biết nó không có mean it, nhưng mà nó có nói lời xin lỗi là cũng mừng rồi. Có nhiều đứa nó cứng hơn nữa. Mà hồi nhỏ một chú mà làm sai là cả tất cả chúng bị phạt hết. Tại vì Phá Hòa luôn luôn nói với mấy chú là mình là một đoàn thể, nhớ là một người sai là ảnh hưởng chung. Cho nên đó, đừng thí dụ như người ta khen mình mà người ta chê huynh đệ mình, đừng có mừng. Cái đó không có gì mừng hết á. Người ta chê huynh mình được, ta chê đệ mình được, là người ta chê mình được chứ gì đâu. Mà chẳng qua là hôm nay người ta chưa tới lúc thôi. Mình chắc mình sống tốt hết không? Mình sống mình chắc mình hài lòng người ta không? Hay là mình chỉ hài lòng người ta bữa nay mà ngày khác người ta không hài lòng? Cho nên một người, một huynh, một đệ nào mà đi nói xấu huynh đệ mình, anh em mình là dở lắm. Vì người ta sẽ nói trời ơi, cái câu mà anh em như thể tay chân, chật lất, nó đâu có sống theo cái thể hiện đó đâu. Anh em như thể tay chân đâu đúng. Chị đi nói xấu em mà anh đi nói xấu em mình, mà em mình đi nói xấu ông mà anh, mà đâu có đúng. Cho nên Phá Hòa nhớ có một lần á, thầy viện chủ dạy Phá Hòa như thế này. Thầy mới nói khi mà mình nghe người ta nói xấu một đạo khác á, đừng có mừng. Khi mà người ta nói xấu một đạo khác á, thì tất cả tôn giáo cũng đều ảnh hưởng. Cho nên á, điều đó không có gì để mình mừng. Mà thậm mình phải nhớ rằng người nào người ta còn có niềm tin với đạo, điều đó là tốt cho họ và cho xã hội đó. Thành thử ra một lời nào của người xưa dạy mình á, mình để trong lòng mà mình lấy cái đó mình sống. Giống như hồi nhỏ mình ăn, mình hay chồm lên gấp những món ăn hoặc lựa cái ngon. Và người lớn thì luôn luôn dạy không cho tập ăn cái gì trước mặt. Mà hồi nhỏ Phá Hòa có cơ duyên đi với người lớn, sống với các bậc lớn, và các ngài dạy một cái điều gì không bao giờ Phá Hòa quên. Không có quên. Cho tới bây giờ mình ứng dụng như vậy, mà thậm chí thỉnh thoảng còn kể lại cho mấy chú nghe cái cách sống đó. Cho nên thưa đại chúng, phẩm này rất hay. Qua một câu, một rất đơn giản,
Nhưng mà có rất nhiều việc để chúng ta có thể mổ xẻ và học hỏi từ những câu này. Còn rất nhiều những câu chuyện gọi là chỉ lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Có ba điều mình, có nhiều khi mình phải chỉ lỗi cho người. Nhưng mà chỉ lỗi để là không phải mình gọi là gì, vạch lá tìm sâu. Không phải vậy. Mà chúng ta thấy cái điều đó không đúng, mình cần chỉnh để cho cái chung này nó tốt hơn. Có ai mà muốn con mình dở đâu. Cho nên thấy con mình cái gì không đúng thì phải sửa. Ngày hôm qua nửa đêm có hai mẹ con kia gây gỗ, và hai mẹ con không hiểu nhau, cho nên rồi rất đau khổ, rất buồn phiền. Nửa đêm gọi lên thì Pháp Hòa mới nói chuyện với đứa con. Pháp Hòa mới nói, nếu mà là thầy, thầy cũng sẽ làm như vậy. Tại vì sao? Ở cái cương vị của cha mẹ. Nhưng mà bổn phận của con là con phải thể hiện như thế nào để cha mẹ được yên lòng một phần. Thôi con cứ yên tâm, con đi ngủ đi, chuyện mẹ con thầy sẽ giải quyết. Pháp Hòa hứa là chiều nay sẽ nói chuyện với người mẹ. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là con người của chúng ta, ai mình cũng có thể mình có cái lỗi để mình có thể nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy cái lỗi họ để chỉ dẫn, chứ không có chỉ trích hay là tìm sâu ở trong cái lá để mà nói. Có nhiều khi mình xới, mình đào lên, đó đâu có đẹp, mà nhiều khi người ta nhìn ngược lại mình nữa. Đó. Thôi thì qua cái câu này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một chút như vậy. Mong tất cả chúng ta sẽ nương vào những cái câu kinh Pháp Cú mỗi khi chúng ta học, để chúng ta ứng dụng và làm đẹp cho bản thân, cho đoàn thể, cho gia đình của mình. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần.